Làm sao bạn biết bạn là một người giàu có? Mình là Daniel tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Bạn biết bạn là một người giàu có lúc là bạn không có bán thời gian cho đồng tiền. Có nghĩa cái thời gian hàng ngày của bạn có, một ngày có 24 tiếng. Bạn không có bán cái thời gian đó. Bạn không có thức dậy và cố gắng chạy tới một công ty để bán cái thời gian đó, hay là làm một cái công việc gì đó để cho một người nào đó để lấy cái đồng tiền. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian của bạn, bạn muốn làm gì bạn làm. Thì lúc đó là bạn trở thành là một người giàu có. Sáng, đúng không? Bạn muốn dậy lúc 10 giờ và uống cửa cà phê lúc 12 giờ. Hay là đi câu cá lúc 5 giờ sáng. Hay là đi du lịch đâu đó. Ok, ngày mai, ngày mốt. Bạn là người quản lý cái thời gian của bạn. Thì lúc đó bạn là người giàu có, đơn giản vậy thôi. Bạn quản lý cái thời gian của bạn, nhưng gia đình bạn và tất cả mọi thứ, chi phí đồ bạn đều có một cái quỹ để chi phí nó hết. Bạn không lo lắng với cái đồng tiền. Nha, bạn không có phải là ok phải bắt cái điện thoại này, phải nói chuyện với một người này để bán cái mặt hàng này, hay là tới cái công ty này mà mình không thích mà mình phải làm để mình có thu nhập để cung cấp cho gia đình. Ok, bởi vì bạn có những cái đồng tiền nó chạy từ những cái chỗ đầu tư của bạn nó tới. Có thể là bạn đầu tư vô nhà ở nè, đúng không? Vô nhà ở bạn cho người ta mướn những cái phòng trọ, hay là những cái khách sạn, hay là những cái gì đó bạn cho người ta mướn, và mỗi tháng người ta cứ đưa tiền cho bạn và bạn lấy cái đồng tiền đó bạn xài. Thì bạn là một người giàu có. Hay là bạn đầu tư vô tiền điện tử mà cứ mỗi tuần hay là mỗi ngày gì đó nó có một cái đồng tiền nó rót vô trong cái ví của bạn và bạn dùng nó bạn xài, thì cái đó là bạn là một người giàu có. Hay là bạn có một cái công ty, you know, cho thuê xe hơi hay là xe máy hay là bất cứ một cái gì nào đó, hay là bạn bán một cái mặt hàng nào trên mạng, hay là bạn bán một cái gì đó. Nhưng mà cái thời gian mỗi ngày là bạn là người quản lý cái thời gian đó, chứ bạn không bán nó cho ai hết. Không có người nào chỉ bạn, ngày mai phải làm cái này, ngày mốt phải làm cái kia, ngày kia phải làm cái nọ. Thì bạn là một người giàu có rồi. Đơn giản nó là vậy. Có thể là bạn, cái cuộc sống của bạn không cần nhiều chi phí lắm. Có thể là bạn có thể có 5 tỷ thôi. Có bạn có thể là 50 tỷ, 5.000 tỷ. Nhưng bạn không có bán cái thời gian của bạn là bạn là một người giàu có rồi. Bởi vì mỗi nhu cầu của mỗi con người nó khác nhau, không có phải cần có con số rất là nhiều tỷ mới là trở thành người giàu có. Bạn là người giàu có lúc bạn quản lý được cái thời gian của bạn. Bạn là người ra quyết định với cái thời gian của bạn hàng ngày.